Ok, chào mọi người và hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người à không, mình sẽ hướng dẫn mọi người cách quay một con cá. Ok, con cá nhìn nó hơi phèn tí nhưng mà thôi, này thì tốt thôi, chứ biết sao giờ. Con này thì dùng màu gì được nhỉ? Cá thì có thể dùng nhiều màu nhưng mà con này thì bảy sắc cầu vồng. Ok, nếu mà tô như này thì thật sự là rất khó, mình sẽ vẽ thêm vài đường nét đây nhé. Đó, mình hãy vẽ thêm vài đường nha. Đây này, vẽ thêm một đường nữa để thành cái xương cá luôn. Con cá này đang bị mổ thịt rồi nhá. Bên trong thì tô màu đỏ là hợp lý. Là tô nhà tô thì viền luôn. Đây là con cá đang bị mổ thịt, là đây sẽ là máu của con cá này. Anh em xem thì sợ quá thì có thể nói nhé. Ok. Phi rủ phi xà đá không? Cái mắt màu đỏ này. Ấy, ok chưa anh em? Cười ghê nhỉ? Không không sao, làm được, lo được. Và mình đang cần biết con chuột mình đang nằm đâu ở kia rồi. Ok, cái môi thì phải cho màu hồng nó mới nữ tính. Để mình xem mình còn vẽ chi tiết nào được không nhỉ. Ok chưa? Ok. Anh em có thể vẽ thêm vài đường vào cho nó nhìn nó rõ ràng hơn. Mặc dù mình chả biết mình đang vẽ cái gì nhưng mà thôi, đồ đại. Ở cái vây này thì cũng thêm vài đường nét đi để có nhiều màu để tô mà. Ok, mà màu hồng mà. Thì tôi lúc đây chính là bức tranh của mình về nhà công chúa Venedict của quả táo độc sau khi mình đã hoàn thành xong màu nha. đỏ à. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nhé. Hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo nha. Bye bye và hẹn gặp lại. Tiếp theo bên ngoài cùng sẽ là màu nâu. Ok, con cá thì màu vàng. In hình xì chung cho nhiều được thể loại tôi xì chung ông không nói tôi cũng không nhớ là có xì chung in hình xì chung Ok, anh em hãy tô theo tôi. Cô giáo đảm bảo cho 10 điểm. Cái này nó bị thì sao rồi chứ nó giống một vật lắm. Ok, và màu xương dương đâu rồi? Ban đầu thì nó giống con cá rồi đấy, bây giờ nó giống con gì chứ, con cá rồi. Tốt nhất đừng đi học theo nhé, nguy hiểm lắm. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Học theo nghiện đấy. Đó anh em. Tôi là em đang nói chuyện với mọi người.
Đó, anh em có thể nhìn nha. Và mình sẽ cùng mọi người đây, và cái đuôi cuối cùng à, đuôi cuối cùng thì dùng màu cam đi. À đây, cho anh em xem chiếm ngưỡng qua đi. Đó, ok, hoàn hảo. Chúng ta tiếp tục. Ok, và mình đã hoàn thành bức tranh thứ 24 nha. Ok, cái thứ 24 này nha. Anh em có thể chip ngưỡng và làm theo nha. À, mình đang trách chút việc. Ok anh em, tô theo chưa? Chưa được thì thôi. Con này mà vẽ thêm cái sừng thì đẹp. Mình sẽ tô đến phần thân của bố mẹ em ông ý. Ôi giời, hay quá. Cái sừng thì cho màu đỏ chót đi, cho nó rực rỡ. Đằng nào nó có giống con cá nữa đâu. À, ở cái đuôi này mình cũng cần phải tô thêm vài nét nữa. Mọi người hãy vẽ thêm vào vài đường này như này nhìn nó giống con vật tí. Không, nó giống cái con gì ấy. Kê quá. Ok, và để cho nó đẹp hơn thì anh em nên vẽ thêm một vẩy nữa này. Và tô cho nó hai cái màu nó mới lạ tí, chẳng hạn như màu nâu. Màu vàng đi. Đặt tên cho bức tranh này là gì bây giờ nhỉ? Doraemon thì lấy bừa tên là đi Doraemon và con vật. Thì là tên phim được, lấy bừa tên tập được. Ông gì? Một con biến nhỉ? Con gì đâu? Đó, ok chưa? Ok, cái đường dưới này thì lấy màu đỏ đi cho nó. Lại hãy lấy tên như Thịnh lấy cho game ấy. Sao cho nó bình luận thế. Ok, Nobita và những câu à Doraemon và những câu chuyện mọi người có thể thì học theo này. Đây sẽ là dạ, tên của bức tranh của mình em vừa rồi. Nghe chưa, ok chưa? Mình cũng nghĩ ra một cái vẽ mới. Từ miệng của con này này sẽ tạo ra đậu xanh ấy, sẽ tô màu xanh dương mà. Và mọi người có thể tô màu theo cách của mình nhé. Yeah. Ok, anh em có thấy đẹp hơn không? Ủa nhờ đương nhiên rồi. Đó. Đây là con cá hút thuốc nha anh em. Vãi. Đây nhà khói. Nó đang nhà khói. Đó, anh em cứ tham khảo đi. Đảm bảo vẽ cái này cô giáo cho 10 điểm. Ok rồi. Ok.